Kênh Tử Vi hôm nay xin chào mọi người ạ. Trong ngày 23 tháng 8 năm 2024 sẽ có một ngày như ý, có quý nhân phù trợ. Không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh, tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả. Ngoài ra cũng nên học cách cân đối giữa các mối quan hệ đồng nghiệp và bạn bè, gia đình. Nếu sức khỏe có dấu hiệu sa sút, buổi tối bạn nên nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá khuya hay làm việc quên ăn quên ngủ. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất mỗi ngày nha. Tử vi tuổi Tý ngày mới. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng ngày 23 tháng 8 năm 2024, tuổi Tý cần thận trọng hơn trong khi xử lý các vấn đề liên quan tới công việc. Con giáp này cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất để tránh không mắc bất cứ sai sót không đáng có nào. Đặc biệt là với giấy tờ liên quan đến việc ký kết hợp đồng nên đọc kỹ từng điều khoản, chớ nên chủ quan mà nhận lấy hậu quả khó lường. Có thể bản mệnh cho rằng những chi tiết nhỏ không quan trọng nhưng nhiều lỗi nhỏ tích tụ sẽ trở thành khuyết điểm vô cùng lớn nếu tuổi Tý không sớm phát hiện và khắc phục. Có thể những chi tiết đó đôi khi lại tạo nên sự khác biệt. Vì vậy hãy tỉ mỉ trong từng việc một để giảm thiểu tối đa vấn đề phát sinh. Về phương diện tình cảm, đừng nên nghĩ mãi tới những chuyện xưa cũ nếu như không muốn tâm trạng của mình tồi tệ hơn. Hơn ai hết, con giáp này là người hiểu rõ những điều bản thân đã trải qua và liệu có thể được tiếp tục hay không. Tử vi hôm nay khuyên tuổi Tý hãy để quá khứ ngủ yên và nhìn về tương lai phía trước để trở nên lạc quan và yêu đời hơn. Con số may mắn 40, 2, 10. Tử vi tuổi Mậu Tý. Tuổi Mậu Tý ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Có người bất đồng ý kiến với mình. Nếu có mưu sự về công việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi, hy sinh mới có kết quả. Hoặc có thể không nên tiến hành mà hãy để vào một ngày khác. Nên cẩn trọng trong sự đi lại, di chuyển. Tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân, bè bạn đến giúp đỡ. Hao tài về mua sắm, quà cáp. Tử vi tuổi Canh Tý ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự. Có tài lộc, nhưng hao tán về giao thiệp, vui chơi, giải trí. Gặp lại người xưa, có người đi xa. Thuận lợi cho việc đi lại, di chuyển, đi xa. Trong mọi chuyện có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Tử vi tuổi Nhâm Tý ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt. Có tin không tốt về đồ đạc, vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ, sửa chữa. Sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc. Không nên hấp tấp khi quyết định công việc, nên hỏi ý kiến của quý nhân. Tử vi tuổi Giáp Tý ngày 23 tháng 8 năm 2024, do đây là ngày xung với tuổi của bổn mạng, mọi dự tính trong công danh, tình cảm, tài lộc nên có sự cẩn trọng. Có những tình huống xảy ra ngoài dự kiến. Cẩn trọng khi đi đường, sử dụng máy móc, xe cộ có rủi ro, tình cảm không tốt. Giao thiệp với mọi người có nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Bính Tý ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Ngày có nhiều sự thay đổi bất ngờ, hoặc đã có dự tính trước do sự hẹn ước, giao kết, hoặc tổ chức tiệc tùng, hội họp. Có nhiều người đến hoặc nhận được tin tức ở xa. Tài lộc trung bình, hoặc có quà tặng. Tử vi tuổi Sửu ngày mới. Ngày 23 tháng 8 năm 2024 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên tuổi Sửu hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của tuổi Sửu trong ngày cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu ngày mai là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện. Cũng là ngày mà tuổi Sửu có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến.
bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi. Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn. Con số may mắn 98, 94, 74. Tử vi tuổi Kỷ Sửu. Tuổi Kỷ Sửu ngày 23 tháng 8 năm 2024 có tài lộc. Tuy nhiên dù có nhiều cơ hội đến với mình cũng nên chia sẻ hoặc lưu ý đến quyền lợi của những người khác thì mới tốt, e có sự ganh tị ở phía sau. Về tình cảm, vui chơi chỉ nên giới hạn. Có chuyện rầy rà, sinh chuyện không hay. Tử vi tuổi Tân Sửu. Tuổi Tân Sửu ngày 23 tháng 8 năm 2024, gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe, bổn mạng của mình và người thân, bè bạn. Có lộc hoặc có tin vui về tâm tình, hôn sự, sinh nở, hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, mua sắm, hoặc có tiệc tùng, dự tiệc. Trừ cũ lập mới. Có tin xa, hoặc có tin về sự thuyên chuyển nhà cửa, văn phòng, công ăn việc làm, sức khỏe có liên quan đến mình, thân nhân, bè bạn, có sự hoàn trả nợ nần, hoặc phải giải quyết các việc đã có sự hẹn trước. Có cuộc đi ngắn gặp mặt, hội họp gặp gỡ. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Ất Sửu. Tuổi Ất Sửu ngày 23 tháng 8 năm 2024, hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác. Không nên giải bày, tính toán hoặc đi tìm. Nên chấp nhận sự việc hiện tại. Ngày có nhiều rắc rối, ưu phiền, sức khỏe không tốt, gia đạo có đình đám, dự tiệc hoặc có nhiều tin tức về sức khỏe. Tử vi tuổi Đinh Sửu. Tuổi Đinh Sửu ngày 23 tháng 8 năm 2024, mọi việc dù là chuyện làm ăn hay là tình cảm cũng nên có sự giới hạn, không nên kéo dài sẽ không tốt. Có tài lộc. Có tin xa. Sự cầu mong về đi lại, di chuyển có sự trở ngại chút ít. Tử vi tuổi Dần ngày mới. Xem tử vi hàng ngày phương Đông, vào ngày 23 tháng 8 năm 2024 này, đường tài lộc của tuổi Dần vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Dần trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Người độc thân muốn hẹn hò lãng mạn với một nửa của mình thì nên chọn những địa điểm như ở nhà, vừa ấm cúng riêng tư lại an toàn cho cả hai người. Bản thân tuổi Dần không cần thiết phải phô trương mà vẫn có những giây phút lãng mạn, vui vẻ và có được những ký ức khó phai với đối phương. Con số may mắn 6, 30, 51. Tử vi tuổi Canh Dần ngày 23 tháng 8 năm 2024, mưu sự còn bị nghẽn lối, hoặc công việc gặp trắc trở. Nên có sự di chuyển, thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ, hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới. Cẩn trọng về tiền bạc, do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình. Có khách, bè bạn đến, hoặc nhận được tin tức của họ. Có tài lộc. Tử vi tuổi Nhâm Dần ngày 23 tháng 8 năm 2024, hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi Giáp Dần ngày 23 tháng 8 năm 2024, hết sức tránh sự đàm luận, tranh cãi. Sẽ không giải quyết được gì mà còn gây sự bất hòa, xích mích, thị phi. Không nên nóng tánh vội vàng khi có chuyện xảy ra trong ngày cần phải giải quyết, hoặc nhận được những tin tức tạo nhiều áp lực cho mình trong công việc, tình cảm.
nên sắp xếp ổn định lại công việc, không nên tin cẩn người khác. Cẩn trọng khi di chuyển, đi lại. Sức khỏe, tài lộc không tốt hoặc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi Bính Dần ngày 23 tháng 8 năm 2024, cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc, có trở ngại. Ngày có tiệc tùng đình đám, hoặc có sự gặp gỡ, có tin của thân nhân, bè bạn, nhưng cũng không nên bày vẽ thêm, có chuyện không như ý, bất hòa trong nội bộ. Tử vi tuổi Mậu Dần ngày 23 tháng 8 năm 2024, hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi Mão ngày mới. Công việc của tuổi Mão ngày 23 tháng 8 năm 2024 sẽ không được thuận cho lắm. Một phần là do bạn đánh giá thấp khả năng của mình, không dám đứng ra nhận trọng trách. Tuy nhiên bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có đủ quyết tâm. Đừng bao giờ so sánh bản thân với người khác bởi cái họ thể hiện ra chỉ là sự hoành tráng phía trước chứ không phải là tiếng thở dài đằng sau. Có thể bạn ghen tị khi thấy họ nhiều tiền nhưng biết đâu họ lại ngưỡng mộ bạn có thể ngủ một giấc êm ái tới tận hôm sau. Con số may mắn 19, 57, 87. Tử vi tuổi Tân Mão ngày 23 tháng 8 năm 2024, có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Có hỷ sự. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Tử vi tuổi Quý Mão ngày 23 tháng 8 năm 2024, hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Có tiệc vui, đình đám, lộc ăn, quà tặng. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc. Có tin xấu về bệnh tật, đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Ất Mão ngày 23 tháng 8 năm 2024, có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự. Tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng trong việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Có tin về sự sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Tử vi tuổi Đinh Mão ngày 23 tháng 8 năm 2024, trong nhà hoặc trong công sở nếu có dự tính gì thường gặp sự trễ nải, dời hẹn, sai hẹn. Tuy nhiên cũng không phải là điều xấu. Hoặc sự việc xảy ra sớm hơn dự tính nhưng sự kết thúc cũng không được như ý, ngày thuận lợi cho sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, người khác phái. Có tin tức. Tử vi tuổi Kỷ Mão ngày 23 tháng 8 năm 2024, hãy cố gắng tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết. Ngày có sự đáo hạn, định kỳ, ước hẹn. Đề phòng rủi ro, có sự hư hại chút ít về đồ đạc, hoặc gặp trắc trở. Có tài lộc, tiệc vui, quà tặng. Tử vi tuổi Thìn ngày mới. Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo ngày 23 tháng 8 năm 2024, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn trong ngày. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này. Tài lộc của tuổi Thìn trong ngày này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự. Vận trình tình duyên của tuổi Thìn trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.
Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này, nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần. Tuổi Thìn nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn. Con số may mắn 39, 78, 93. Tử vi tuổi Canh Thìn ngày 23 tháng 8 năm 2024, không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề tiền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất trắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vả mình. Ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự phản bội. Tử vi tuổi Nhâm Thìn ngày 23 tháng 8 năm 2024, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Nếu không như vậy ngày có nhiều sự trắc trở, rủi ro, sức khỏe không tốt hoặc có chuyện buồn. Giới hạn việc đi lại, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Tử vi tuổi Giáp Thìn ngày 23 tháng 8 năm 2024, nên cẩn trọng trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vả mình. Ngày không nên có sự hẹn ước dễ gặp phản bội. Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược. Tử vi tuổi Bính Thìn ngày 23 tháng 8 năm 2024, nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc việc xảy ra không đúng như ý muốn. Mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, mít lòng. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý, ngày nhận được nhiều tin tức và nhiều công việc đến. Tử vi tuổi Mậu Thìn ngày 23 tháng 8 năm 2024, giới hạn việc đi lại, di chuyển, cẩn trọng đề phòng rủi ro, tai nạn. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán. Tử vi tuổi Tỵ ngày mới. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vào ngày 23 tháng 8 năm 2024, đường tài lộc của tuổi Tỵ tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dùng hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy tuổi Tỵ cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt. Là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của tuổi Tỵ, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành. Con giáp này có thời gian vui vẻ, tận hưởng sự ủng hộ của gia đình và những người thân thiết xung quanh. Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc để tuổi Tỵ có thể dồn hết toàn bộ tâm huyết của mình vào việc phát triển con đường sự nghiệp riêng. Nhờ thế mà bản mệnh luôn vững vàng tiến về phía trước dù gặp không ít trở ngại và chông gai trên con đường đã chọn. Con số may mắn 89, 49, 47. Tử vi tuổi Tân Tỵ ngày 23 tháng 8 năm 2024, tốt hơn nên noi theo đường hướng cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm chích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình. Hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Quý Tỵ ngày 23 tháng 8 năm 2024, có việc xảy ra như đã dự tính, hoặc công việc đã lâu nay có sự hoàn thành, kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm sẽ không tốt. Nếu việc chưa xong mà lại gặp chuyện mới, thì nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Có tin vui, hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm.
Tử vi tuổi Ất Tỵ ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Có sự may mắn về tiền bạc, nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên, không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định. Tử vi tuổi Đinh Tỵ ngày 23 tháng 8 năm 2024, có tin xa. Nhà có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm, sẽ không tốt. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên chần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ ngày 23 tháng 8 năm 2024, nên nhẫn nại hoặc cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình, nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui hoặc có sự gặp mặt. Tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói, có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Nếu có lộc bất ngờ thì cũng không nên tiến thêm, sẽ không tốt. Tử vi tuổi Ngọ ngày mới. Theo tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp trong ngày 23 tháng 8 năm 2024, tuổi Ngọ dễ trở nên bốc đồng và sốc nổi mà có những hành động thiếu tỉnh táo và đúng đắn. Hãy cẩn thận, bởi những suy nghĩ tiêu cực sẽ là nguyên nhân gây ra tai họa cho con giáp này, không chỉ cho hiện tại mà còn để lại hậu quả nặng nề trong tương lai. Về phương diện tài lộc, tuổi Ngọ có nhiều vấn đề khiến phải suy nghĩ. Ngoài việc cố gắng giữ cho nguồn thu nhập chính ổn định thì bản thân còn phải tính toán rõ ràng các khoản chi tiêu. Tiền bạc thì có hạn trong khi các khoản chi lại nhiều, làm sao để phân chia phù hợp cũng không phải dễ dàng. Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ ở mức bình bình. Bản thân và đối phương đang ở trong giai đoạn trùng xuống trong tình yêu. Có lẽ vì hai người yêu nhau được một thời gian dài và cũng lâu rồi tình cảm chưa được hâm nóng. Hãy thay đổi địa điểm hẹn hò mới giúp đôi bên khơi dậy cảm xúc yêu đương. Tình yêu thăng hoa cũng là chất xúc tác tốt để phương trình hóa học dẫn đến thành công diễn ra nhanh hơn đó bạn nhé. Con số may mắn 47, 94, 74. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sổ tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc. Tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách oán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi Giáp Ngọ ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc. Nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn. Giới hạn sự di chuyển, giao thiệp. Tin tức xấu. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Tử vi tuổi Bính Ngọ ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Ngày có rất nhiều sự biến chuyển, thay đổi trong công danh, việc làm. Tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết. Không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành, có trở ngại. Nên hành động một cách bình thường. Có tin xa, hoặc gia đạo có khách đến. Có tài lộc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng, tức là nên chụp lấy thời cơ. Tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm. Ngày có nhiều tin tức ở xa, có người đi xa. Có sự gặp gỡ, hội ngộ. Có tài lộc. Có sự trách oán, hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Tử vi tuổi Canh Ngọ ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều sự phiền hà về tâm tình cũng như về công việc. Nên cẩn trọng về hành động, lời nói dễ có sự hiểu lầm, bị khiển trách, hàm oan. Ngày không nên mưu cầu việc lớn. Giới hạn sự di chuyển, giao thiệp. Có tin tức. Sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an, mất hòa khí. Có khách, người thân đến, hoặc có lộc nhỏ. Tử vi tuổi Mùi ngày mới.
Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán rằng ngày 23 tháng 8 năm 2024, tuổi Mùi sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng. Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy. Cảm xúc của tuổi Mùi thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Tinh thần không được tốt và tính khí khó chịu của bản mệnh khiến đối phương phải chịu nhiều ấm ức. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc. Tuổi Mùi cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống. Con số may mắn 35, 6, 30. Tử vi tuổi Quý Mùi ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn. Tuy nhiên có sự chậm chạp hoặc trắc trở. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ có sự hao tốn. Có tin buồn, không như ý, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi Ất Mùi ngày 23 tháng 8 năm 2024, gia đạo có đám tiệc hoặc có sự họp mặt, hội họp, có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Ngày có sự thay đổi về công ăn, việc làm, phương hướng hoặc có sự kết thúc về công việc. Việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả. Thuận lợi về mong cầu tiền bạc. Có hỷ sự. Có sự hao tốn trong sự di chuyển, đi lại hoặc về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Đinh Mùi ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi Tân Mùi ngày 23 tháng 8 năm 2024, mọi việc chỉ nên ngồi yên, nhưng nếu cần làm thì phải làm cho nhanh, không đặt nặng vào những chuyện nhỏ nhặt thì mới có lợi. Không nên suy tính quá kỹ lại trở thành không tốt. Nên tránh những chuyện tranh cãi, thị phi. Có tài lộc hoặc có tin tốt về công ăn, việc làm, tình cảm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Thân ngày mới. Tuổi Thân ngày 23 tháng 8 năm 2024 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình. Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm. Trong tình yêu tuổi Thân cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản, cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào. Tranh thủ thời gian buổi tối để làm lành với đối phương đi tuổi Thân nhé, đừng khiến người ấy phải khó chịu nữa. Con số may mắn 29, 17, 51. Tử vi tuổi Giáp Thân ngày 23 tháng 8 năm 2024, không nên nhúng tay vào chuyện của người khác, không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, hoặc có sự hư hại, chậm trễ. Có tin buồn. Tử vi tuổi Bính Thân ngày 23 tháng 8 năm 2024, sự chờ đợi về tin tức không được như ý, không có kết quả mong muốn. Có trở ngại, rắc rối. Có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính, cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng, hoặc cần phải giới hạn,
không nên kéo dài sẽ không tốt. Ngày không nên bày vẽ thêm hoặc kéo dài, nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Có tin vui hoặc có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Tử vi tuổi Mậu Thân ngày 23 tháng 8 năm 2024, không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Canh Thân ngày 23 tháng 8 năm 2024, nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác, đền bù, chi dụng. Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm, hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn. Tử vi tuổi Nhâm Thân ngày 23 tháng 8 năm 2024, nên giới hạn trong việc giao thiệp, vui chơi, dễ hao tài. Nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết. Mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả. Càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt, hoặc phải kéo dài qua ngày khác. Nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn, dự tính. Có tin xa. Tử vi tuổi Dậu ngày mới. Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày 23 tháng 8 năm 2024, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Dậu phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác. Tuổi Dậu có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý, thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt. Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, tuổi Dậu không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý, nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Con số may mắn 19, 38, 91. Tử vi tuổi Ất Dậu ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có hội họp, họp mặt hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn. Tình cảm tốt, vui vẻ. Có người đến nhờ vả mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu ngày 23 tháng 8 năm 2024, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu ngày 23 tháng 8 năm 2024, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, tin tức vui buồn lẫn lộn. Mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc, có lộc ăn, tử vi tuổi Tân Dậu ngày 23 tháng 8 năm 2024, sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng, lộc ăn, gặp quý nhân. Có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ. Ngày có tiệc tùng, hội họp, họp mặt hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Tình cảm tốt. Có người đến nhờ vả mình. Tử vi tuổi Quý Dậu ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm. Gặp lại người xưa, bạn cũ. Tuy nhiên mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn, vấp váp trước, hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Có tin buồn về đi lại, di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt. Tử vi tuổi Tuất ngày mới. Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng ngày 23 tháng 8 năm 2024, tuổi Tuất bắt đầu ngày mới với tâm thế hào hứng, tự tin, có lẽ một phần cũng là nhờ quý nhân xuất hiện giúp bạn giải quyết những vấn đề khó khăn đang khúc mắc trong lòng. Con giáp này với khả năng nhạy bén của mình, nhanh chóng nắm bắt những điểm quan trọng trong công việc lại thêm sự hỗ trợ từ ngoại lực nên mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết êm đẹp. Về phương diện tình cảm, tuổi Tuất luôn tin tưởng vào bản thân và chủ động theo đuổi khi gặp được đối tượng mình yêu thích chứ không để bỏ lỡ bất cứ cơ hội có được tình yêu của mình.
Với người độc thân thì đây là thời điểm lý tưởng con giáp này có thể thay đổi tình trạng quan hệ của mình. Có vẻ như tuổi Tuất đang dành quá nhiều thời gian cho công việc mà không có thời gian thư giãn, vui chơi hoặc giao lưu bạn bè, hãy cân đối lại sao cho hợp lý. Làm việc phải kết hợp với nghỉ ngơi mới đạt được hiệu quả cao nhất. Hơn thế nữa, những cuộc gặp gỡ là phương thức hiệu quả để xây dựng các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, tuổi Tuất nên biết tận dụng. Con số may mắn 44, 88, 77. Tử vi tuổi Bính Tuất ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có nhiều việc phải lo, ưu phiền. Sự rủi ro, đảo lộn, bất trắc rất dễ đến. Nội bộ gia đình, công sở, không nên tranh cãi, vì không chỉ đến có một chuyện. Ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện. Cẩn trọng việc đi lại, di chuyển có rủi ro, thị phi. Sức khỏe không tốt. Gia đạo bất an. Có người đi xa. Có tin xa. Tử vi tuổi Mậu Tuất ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày xung của bổn mạng. Nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính. Không nên than van hoặc âu lo. Về công việc nếu có những trở ngại, bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua, sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được vận may. Hãy mạnh dạn thay đổi. Có tin xa. Một ngày bận rộn, hay lo. Tử vi tuổi Canh Tuất ngày 23 tháng 8 năm 2024, hãy suy nghĩ trước khi hành động. Giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng, nếu không sẽ có sự phiền lòng, trách oán. Không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất ngày 23 tháng 8 năm 2024, mọi việc đều có thể xoay chuyển, tốt xấu lẫn lộn. Nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng, không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn. Có sự hư hại, rủi ro nhỏ, hoặc sức khỏe không tốt. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Tử vi tuổi Giáp Tuất ngày 23 tháng 8 năm 2024, hãy suy nghĩ trước khi hành động. Giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng, nếu không sẽ có sự phiền lòng, trách oán. Không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt. Đề phòng rủi ro, tai nạn bất trắc khi đi đường, làm việc. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Hợi ngày mới. Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên tuổi Hợi trong ngày 23 tháng 8 năm 2024 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm. May mắn với tuổi Hợi là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được. Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt, những tranh cãi mâu thuẫn giữa tuổi Hợi với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó. Con số may mắn 65, 62, 87. Tử vi tuổi Đinh Hợi ngày 23 tháng 8 năm 2024, về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Kỷ Hợi ngày 23 tháng 8 năm 2024, về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin tức ở xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Tân Hợi ngày 23 tháng 8 năm 2024, những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc. Có tin tức sa thải, nghỉ việc, thuyên chuyển, ưu phiền, rắc rối, xung đột, bệnh tật, tai nạn của người thân, bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo. Có tin thay đổi chỗ ở, văn phòng, nơi kinh doanh. Có tin xa. Có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến. Có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Quý Hợi ngày 23 tháng 8 năm 2024, nên tỏ bày ý định của mình cho mọi người hiểu.
dễ có sự trách oán hoặc gặp chuyện trắc trở, buồn phiền. Có tài lộc nhưng cũng dễ hao tán. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt, hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Có chuyện vui, có tin xa, hoặc có sự gặp gỡ. Tử vi tuổi Ất Hợi ngày 23 tháng 8 năm 2024, ngày có sự hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng. Có tin tốt thuận lợi về tình cảm cũng như về tài lộc. Nếu có người đến bàn chuyện hùng hạp, hợp tác thì nên nhận lời. Có tin tức ở xa. Có người quay trở về. Có quà tặng, lộc ăn. Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp cho thấy vận trình của ngày 23 tháng 8 năm 2024 của bạn. Mọi thứ khá tốt đẹp. Tình hình công việc và tài chính duy trì ở mức ổn định, có dấu hiệu hài lòng với những gì mình đang tạm có. Dường như không có động lực phấn đấu hơn nữa, thậm chí còn trở nên lười nhác và không muốn làm gì cả. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi tử vi mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.